Pizza, pasta, steak, rib. Này có cái gì hay em? Cuối tuần dẫn ra đây có gì hay nè? Nè hả? Pizza phải không? Mỹ. Pizza đi, lấy mỏng chứ. Ôi cũng có menu nào. Wow, starter là mấy cái món khai vị đúng không? Mấy cái món khai vị nè. Món salad nè. Pasta. Pasta là Mỹ hả? Chef selection. Pork rib. Ăn heo hả? Steak là bò nè hả? Mấy món tích này ngon không? Nguồn pizza nè, kính thưa các loại pizza luôn. Hồi trước giờ mình chưa ăn pizza này hả? Ok. Này nó có set chưa 3 món 169 ngàn hả? Số 13 hả? Đâu, số 13 là nào đâu? Thử coi. Đâu? Nguyên combo nha hả gái? Nói rồi, tên gì? Kia có một anh Ấn Độ đang ngồi. Cái hình đó đâu? 450 ngàn hả? 3 người hả? Thôi ngồi chờ thôi. Uống coca hả? View đẹp. Đây vừa mới dậy ăn sáng rồi thành ăn trưa luôn. Cái đó là món gì vậy? Bánh mì nướng bơ tỏi. Ồ, nó có cái gì không đó? Cái bơ như tỏi. Tao thử mở ra bên trong rồi. Chưa bao giờ thấy. Bánh mì bơ tỏi thường có nướng cái miếng cắt phân nửa mà không? Cái nó cứ ăn miếng này no đủ. Nó ăn một nó xin. Vô nhà hàng ăn một miếng một cây này sáng rồi. Ok. Ăn chờ chút xong rồi. Rồi thử xắn miếng cái miếng này nè. Ăn bài bản nó là lấy chiếc dao rồi lấy kéo ăn kia. Làm đi. Đâu thử. Bỏ vô mồm nha. Ăn kỳ hả? Vậy hả? Rồi, buổi trưa là vậy là đủ rồi hả? Thôi ngủ là gì có dao cái nữa ăn. Làm hết, khỏi lên mồm. Béo. Nhưng mà ăn này thì nó ngán. Đúng không? Ăn cho nó ngon, nó ngon. Ăn cái này với đồ. Ăn cái món món kit menu. Bò hải sản. Cái này là cái gì? Đi thứ 13. Rồi có cái gì em đó? Không biết đó. Oreo xay đá. Rồi có kem, một cái bánh. Cái này là dễ chơi thế nè. Pepsi Cola. Trời ơi, leo trèo dữ gái. Món món khai vị á. Audio cái con này đấy. Con chụp hình avatar cho con không? Chụp hình chụp hình tấm hình avatar. Ông giới thiệu rồi. Cái đó là cái gì á? Không biết luôn. Audio dashboard.
Oreo đá kem vani, nó giống cà phê ấy à. Chút bên nó chỉ có kêu kem thôi. Giờ ngồi đợi món chính đúng không? Chưa ăn ổi mì là đủ rồi đó. Tối nay đi tập nổi không? Nữa không? Đây học sinh. Học sinh đang chờ phần kem. Special kem ice cream. Có cái menu kit rồi á. Rồi, đây là món gì? Pizza hải sản. Pizza hải sản thì nó gồm có pizza với lại nghêu, cò điệp, cắt tôm sắc mỏng hả? Còn đây là spaghetti thịt bằm. Ui. Ăn cái này là đủ calorie nha. Miếng này đủ dinh dưỡng hả? Cười. Hai cái phần này tối nay mày đủ dinh dưỡng rồi, chơi khoảng tiếng rưỡi. À lộn, đấm bóp. Còn chua lắm đó nha, bình. Còn bởi riêng ăn chấm mà. Học sinh gương mẫu của trường Hai Bà Trưng. Cái này là nguyên cái combo đó không? Rồi, nguyên combo á. Spaghetti Mỹ. Nước là riêng hả? Mình dùng cái ly vô nha. Thanh niên có khác, chỉ mất 3 giây. Bí này nó có nhiều gia vị không? Ăn nó cũng đầy bụng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con tự lấy sự ăn đi. Con tự lấy sự ăn đi. Con gác lắm nha. Con cái steak này. Đây nó nhiều hơi. Cầm miếng lên ăn thôi, không cắt gì. Gái ăn cái gì mà pizza có gì lạ lạ cho anh đi đó. Là pizza khác. Hả? Cấp bò hơn cấp bình. Ồ. Cấp bình có thịt bò. Ăn nó chua rồi sao? Ngon. Bò cho con nó. Bút miếng này miếng thứ mấy rồi? Thích hút không? Hai miếng pizza đợi gái rồi nha. Thôi cái này nó ngon. Bắt bò giới thiệu luôn đi gái, hôm nay là cái gì? Lắm này chắc khoai lang, bắp miếng, bò mà nó chín luôn. Mì dâm cười lên là avatar nè. Quay gần cảnh có bắp xà lách khoai tây hay khoai lang nhìn lớn không? Đây phần bò. Con bò này là bò cũng tái nha. Chín luôn á. Cộng thêm miếng nước sốt nữa. Nước sốt nè. Mà là lấy cái này. Ăn chín chín. Ở cái đó để mọi người tự lấy không? Bạn số nào để luôn đó. Là hai này giống nhau mà. Còn một cục tiền. Rồi em thử rồi. Cười chứ. Còn miếng khoai lang khá khoai tây chứ. Giòn.
Rồi bây giờ còn một cái cuối cùng nè. À. Anh đi ngồi luôn. Bức tranh này còn có ở đâu rồi á? Ở đâu? Mà muốn tô màu đâu? Muốn tô màu tô bằng cái gì? Màu. Đâu? Hả? Em pizza xong được tô màu hả? Thấy không? Thấy bức màu không? Cái màu này nè. Bức tranh này nói về cái gì? Quý bà tiệc hả? Để ngồi ghé tôi xong rồi sẽ biết được cái bức tranh này nói về cái gì ha. Ăn xong mà còn làm bài tập nữa, trời ơi, thứ bảy. Nghiêm túc quá, thí sinh nghiêm túc ghê luôn. Ăn bò xong rồi không muốn trả tiền nó làm lơ, ngồi dễ tranh miết cái vậy. Mỹ xong rồi còn phải trả bài nữa nè. Trả bài bằng một hình vẽ. Vẽ xong chắc được miễn phí sao? Rồi bức tranh đã hoàn thành. Ăn mà để mồ mất tiếng hồ vẽ bức tranh. Trời ơi, colorful luôn. Bức tranh này bao gồm là bữa ăn ngày hôm nay đúng không? Đây là pizza, bánh mì, bơ tỏi, cà chua thối, ấy không phải cà chua, mì Ý hải sản. Trời, colorful mẹ luôn kìa. Nhìn lên coi, nhìn lên coi. Ồ đẹp á. Được thưởng phần thưởng này của bối của mẹ đây. Rồi xin mời. Trời ơi, cái quà của nó từ sáng giờ mặt nó vui lên coi. Trời ơi. Con nhỏ này đâm ké.